Gió đông đã tới, Noel đã về Tội nghiệp nhất là mấy thằng không có gấu để mà đi chơi ha <laughs> Vậy thì bạn nào không có gấu đề nghị các bạn vào shop bạc à coi thiếp com Mua ngay, mua ngay một đặc để chúng ta chuẩn bị đón đông nào Vâng, xin chào mọi người và chào mọi người quay trở lại channel của mình Mình là Còi, mình quay trở lại đây đây Chào mừng các bạn đến với sự kiện Noel 2018 <laughs> Vâng, và trong cái không khí xe lạnh của mùa Giáng sinh Thì thế giới ngọc rồng tưng bừng chào đón sự kiện Noel 2018 Vâng, và nội dung sự kiện như sau Cái sự kiện này nó diễn ra trong vòng 2 tuần Và mình chưa thấy là báo nhân 2 Tại vì nhân 2 cái thời gọi là Việt Nam vô địch vẫn còn vẫn còn dư âm nhân 2 Chính vì thế nên là nhân 2 chưa có ra Và nhân 2 đúng ngay mùa thi sự kiện Noel Đúng ngay mùa thi thế này Thì các bạn à, liệu có ngần ngại gì không nhỉ à <laughs> Chúng ta nên chơi game Và khi chơi game thì phải có ạc Mà có ạc thì vào shopacoin.com mua ạc nhá Và chúng ta không quảng cáo nữa tắt quảng cáo ngay và chúng ta vào sự kiện này nào nói chung là cái sự kiện này mình thuộc lòng rồi Úi, trời ơi tôi đây đặt chỉ có thuộc lòng sự kiện này rất là đơn giản nó chia ra ra làm ba giai đoạn một là hộp quà ông già noel đó hai là tất giáng sinh cái thứ ba là nón noel xám và noel xanh cái thứ tư là tuần lộc vâng thì bây giờ mình sẽ đi nói từng cái một nó chỉ vòn vẹn trong vòng vài phút thôi nha anh em thứ nhất đó là hộp quà ông già noel thì uh, hộp quà ông già Noel nha mọi người. thì uh, trước tiên chúng ta sẽ uh, đi uh, dạo chơi khắp mọi thành phố tất cả các map. map nào nhiều người thì ông già Noel rơi sẽ càng nhiều và các bạn uh, sẽ kiếm ông già Noel và đây 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 tuần lộc đây 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 mình sẽ nói luôn đi mà gặp con gì mình sẽ nói. sau khi gặp tuần lộc thế này thì các bạn chặt tay gạch tên nó sẽ đi theo đó Đó đi theo các. Bạn. và chúng ta có thể đó là uh, mua tất giáng trinh ở tại cửa hàng ở đảo Cam Mê rồi sau khi mua tất giáng sinh xong thì các bạn à, đi gặp ông già noel ông già noel sẽ rớt ra ngẫu nhiên một hộp quà các bạn à, nhấp vào hộp quà đó thì các bạn sẽ nhận được một hộp quà và các bạn mất đi một tất giáng sinh tất giáng sinh các bạn có thể mua tại cửa hàng santa ở bên đảo Kame năm ngọc và sau khi mà à, dùng tất trắng sinh này đổi lấy một hộp quà từ ông già noel thì à, chúng ta sẽ được ngẫu nhiên đó là sao và lê ngọc rồng ba sao phiếu giảm giá vàng ngọc nói chung là ngẫu nhiên hoàn toàn ở đây thì uh, mình có dùng tất Giáng sinh và mình đổi được lấy đó là 6 hộp quà Và um, mỗi hành trang thì chỉ nhận được mát đó là 3 hộp quà Chính vì thế nên là mình cắt ở nhà 3 hộp quà Bây giờ mình sẽ mở lấy 6 hộp quà này cho anh em xem nhá Ui rồi ôi cái gì đây Được cái gì đây Cái gì đây Kẹo Giáng sinh nữa kìa mọi người Đấy lại kẹo Giáng sinh hai viên kẹo Giáng sinh vãi lìn thật Tiếp tục lại kẹo Giáng sinh kìa mọi người được cái gì kia Tùm lâm ta la kia cứ mở một hộp là được một kẹo giáng sinh hay sao đó đó để mình xem tiếp nào hình như là mở có cơ hội ngẫu nhiên ra ba sao là ngon nhất đó ba sao là ngon nhất còn lại là mấy đồ lung ta lung tung không à đấy mình đang là có bảy kẹo giáng sinh nhá mình sẽ mở một tất cái nó ra kẹo giáng sinh liền đó kẹo giáng sinh ủa à sao ba này sao Lê ban trăm cận chiến vãi lìn thật vãi cả sao Lê. trời ơi năm một quả con mất 25 ngọc đó mọi người ạ còn cái công đi kiếm ông già noel á ba sao trời ơi <laughs> Cứ mở một hộp quà là các bạn nhận được một kẹo giáng sinh với một vật phẩm. Đó, mình vừa ấy mở hai hộp hai hộp thì được à hai viên sao bà lê vãi lìn thật. Ba sao nào, ngọc rồng ba sao. Úi giời ơi, lại sao bà lê? ở hai ngọc. Úi rồi ơi, thơm thơm thơm, lần giờ không được kẹo giáng sinh mà được hai ngọc với viên sao bà lê. Trời ơi, vãi lìn thật. Má nằm mở 4 lần thì được bốn viên ba viên sao bà lê bốn viên sao bà lê, hai ngọc Đi, sau khi mà mở hết thì các bạn muốn mở tiếp thì à, các bạn tiếp tục quát Santa Các bạn à, nhấp vô cửa hàng, nhấp vô tắt trang sinh Đấy, mỗi hành trang nhận được ba cái là mát Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục à, đi kiếm ông già Noel Nói chung ông già Noel ở map nào cũng có hết mọi người ạ Làng caro tất cả mọi map luôn Đó, à, đây này, đó Đấy, ui dồi ôi Cái này không thể nhặt vật phẩm của người khác nữa chứ Con mẹ nó Ông già đâu, đẻ ra vài hộp nữa cho con nào Đấy, các bạn mà muốn nhận hộp quà thì bắt buộc phải có tất trang sinh nhá Không có tất trang sinh là bí liên. Đó, úi rồi ôi, xin cái hộp quà nào Úi rồi ôi, ông già Noel này của thằng nào thế này mà vật phẩm không thể lượm thế này đấy Thì nói chung là cứ có tất Giáng sinh là lượm thôi Có tất Giáng sinh là lượm hộp quà và đổi hộp quà Bạn nào mình thấy ngon nhất vẫn là Ngọc Rồng 3 sao mọi người ạ Rồi đấy, và cái cái thứ hai là tuần lộc Tuần lộc thì các bạn cứ chặt e là đi theo sau khi mà chat hệ nó đi theo rồi á Thì các bạn sẽ dẫn nó tới ông già Noel và sau khi mà dẫn tới ông già Noel thì các bạn nhấp vào ông già Noel và nhận thưởng thì nó ngẫu nhiên cũng được à hai ngọc hay là tùm lum vàng ngọc này nọ các kiểu đấy. Hình như mình thấy là tỷ lệ hai ngọc hình như hình như hai ngọc đó. Nói chung là dẫn con tuần lộc tới ông già Noel, nhấp vào ông già Noel nhận thưởng đó, được chưa? Rồi, như vậy là xong con tuần lộc với lại xong hộp quà ông già Noel. Rồi cái thứ ba đó là tất giáng sinh và kẹo giáng sinh thì các bạn có thể đánh quái rớt tất giáng sinh có có thể đánh quái rớt nhé bạn kẹo giáng sinh thì à, có thể mở từ hộp quà Ông già Noel và cũng có thể Đánh quái đó Sau khi mà đủ 99 thì à, các bạn à, sẽ à, Qua bên đảo Kame. đó Sau khi mà đủ x99 à, Kẹo Giáng sinh Bằng cách đánh quái hoặc là mở từ hộp quà Ông già Noel thì các bạn nhấp vào Santa Các bạn có thể à, đổi 99 kẹo Lấy nón Noel đỏ này Thì cái nón Noel đỏ này nó cùi hơn nón Noel xanh Cái nón Noel đỏ này mình xin nhắc lại nó cùi hơn nón Noel xanh Nón Noel xanh này là mình sẽ mua cho anh em xem Rồi mình sẽ mua thành công rồi Thì à, cái trị giá của nó là 100 ngọc đó, cái nó Noel xanh là 100 ngọc và HP nó 30 trăm HP uh, cộng là 50 trăm trên 30 giây và sức đánh 20 trăm Có thể qua được câu lơ không ảnh hưởng bởi cái lạnh Thì rất là ngon cho những bạn úp da đát và cũng như là xây da lên HP Và cũng như là các bạn up lên câu lơ Đấy, như mình đây, bây giờ mình sẽ mua một nón uh, cho đệ tử đây Tí nữa mình sẽ gọi là uh, làm thêm cái nữa cho sư phụ mang cho nó ngọt lành Nhưng mà sư phụ mang tàng hình nó ngon hơn, đó Đấy, ngon không mọi người? Có thể qua được câu lơ và úp da đá tỷ phê pha phũ phàng luôn Quá phê gọi là hồi HP 50% đến 30 giây Quá tuyệt vời Đấy nhưng mà mọi người nên nhớ nhá Là cái nón Noel đỏ này đổi từ 99 kẹo này Nó cùi hơn nó Noel xanh nó chỉ có hai mấy phần trăm HP và nói chung là nó y chang nó Noel xanh nhưng mà nó chỉ số nó cùi hơn đấy nó cũng có dòng HP nó cũng có dòng HP hồi trên 30 giây nó cũng có sức đánh nhưng mà nó cùi hơn nó Noel xanh này và các bạn nghèo thì các bạn có thể đó là Bằng cách là đánh quái để lấy kẹo và đổi lấy nó Noel đỏ Hoặc là các bạn có thể mua nó Noel xám Giá chỉ có là 500 vàng thôi Đấy Ngọt chưa Noel xám Đấy Nhà không có gì ngoài điều kiện Gọi là tao là tao chơi nó Noel xám đều đều thôi Đấy thì các bạn gọi là cứ liên tục chơi Đấy sự kiện nó chỉ có nhiều đó thôi Mình xin tóm tắt lại sự kiện này Một là ông già Noel là chúng ta có thể mua tất Giáng Trinh ở Santa Đi gặp ông già Noel để đổi hộp quà Mở hộp quà có cơ hội nhận được vàng Ngọc ngọc rồng 3 sao ngọc rồng 4 sao ngọc rồng 2 sao thì không có à, cái thứ hai là chúng ta có thể nhặt được tất giáng sinh và kẹo giáng sinh thì uh, tất giáng sinh để chúng ta có thể gặp ông già noel để nhận lấy hộp quà kẹo giáng sinh chúng ta có thể uh, đổi nó noel đỏ tại cửa hàng santa cái tiếp theo đó chính là chúng ta có thể mua hai nó noel đó là nó noel xám với nó noel xanh tại cửa hàng santa luôn và đồng thời đó là có một bé tuần lộc như hồi nãy mình chát ếch ếch là đi theo đấy mọi người thì uh, sau khi chặt ếch ếch nó sẽ đi theo và các bạn giao nó giao tuần lộc lại cho ông già Noel Các bạn cúng nhận được quà Các bạn cứ dắt tuần lộc tới sát ông già Noel Sau khi dắt sát ông già Noel xong Các bạn nhấp ông già Noel thì sẽ nó sẽ hiện ra đó là nhận quà Các bạn nhận quà là xong mất bé tuần lộc Cái này thì hoàn toàn free nhé mọi người Trời ơi 7 sao Tiếp nào hai hành trang trống à Rồi bỏ cái này ra thôi đơn giản Ui giời ơi đá titan Đá titan với lại sao lê trời ơi trời ơi Sao mình đen dã man mở 8 cái Không được cái nào ngon con mẹ nó Thôi được rồi Gọi là cái sự kiện này chơi cũng khá là thú vị Mình thuộc con mẹ rồi Nên là mình nói vèo vèo luôn Còn anh em nào chưa chơi Năm nay mới bắt đầu chơi Ngọc Rồng thì Chắc uh, uh, bắt đầu cũng hơi lạ lắm đấy Còn anh em nào chơi lâu rồi Chơi từng một năm rồi thì Quá là gọi là Không còn xa lạ gì nữa Năm ngoái thì con chó đi theo Chặt kiki Đấy sự kiện nào mà chặt Kiki là đi theo Năm nay thì chặt XX Nó thay từ Kiki bằng từ XX Đó Nên còn nhận quà thì như nhau thôi bạn nào may mắn có cơ hội nhận mình nghĩ là ngon nhất vẫn là phiếu giảm giá với lại là ngọc rồng ba sao hai cái đó ngon nhất còn lại vàng thì đây này có bạn đây có bạn nhận được ngọc rồng ba sao này đó vừa nhắc xong đó không may mắn chưa rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem clip của còi nhá với hy vọng mọi người sẽ ủng hộ còi trong thời gian uh, tiếp theo rồi bye mọi người và chúc mọi người chơi game vui vẻ bye mọi người bye anh em nhớ nhá là gió đông đã về rồi sự kiện noel này cần phải có ác chơi nếu như không có gấu vào sau bác có thì com để mua ác nhá đừng quên mua vàng mua ngọc lên này uh, facebook của mình bên dưới phần mô tả bye anh em ôi, bye bye từ 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 bye từ từ bye nhận hộp quà đó rồi bye nhận hộp quà mở đó rồi bye đấy mở cái này ba sao úi rồi ôi đã thành anh tím úi rồi ôi mười kẹo giáng sinh rồi đợi ý chín chín kẹo giáng sinh chúng ta sẽ đổi lấy uh, cái phần quà hấp dẫn luôn bây giờ thì nói chung là mình có cái cài răng bông băng rồi. úi rồi hình như là mình còn nói là kết thúc clip ra mà sao vẫn mà nói đến câu lơ này đề từ đến câu lơ này không sợ bất kỳ một thằng nào hết không sợ bất kỳ hồi hp liên tục đó. sức đánh lại cao tấn công liền đó đệ, có bùa một tháng rồi cần hết tất cả mọi thể loại luôn và cám mọi người nhá rồi ba anh em rồi chúc mọi người uh, sự kiện noel vui vẻ